Hello mọi người nha, hôm nay lại đi ra đồng câu cá này về. Đây, chiến binh đã được câu được con cá. Đấy. Sao chiến binh gì? Đấy. Cá đồng chỉ có nhỏ như vậy thôi nha mọi người. Đấy, rất nhiều cần thủ từ khắp nơi trên thế giới đã đổ dồn về đây để thi cuộc thi câu cá. Hôm nay mùa hè. Rồi vô thêm một bàn nữa đã. Câu được một con cá siêu to khổng lồ. Tiếp tục cho mọi người, cá đồng gì có vậy thôi. Rồi bây giờ mình đi qua mấy cầu thủ nhí. Oh, một cầu thủ nhí nhất. Ok. Đây là Tái Đi Nhi, chiến phẩm của Tái Đi Nhi nha. Đấy, hàng Hugo. Chỗ em. Đấy, từ đây. Cầm cái điện thoại. Câu cá được gỡ cá hơi khó một tí thôi. Đây, ok mọi người. Rồi, xong. Chào rõ. Nhảy đi nào. Đây mọi người. Oh, hàng không. Ấy, đi đâu? Nhỏ thôi nhỉ. Đi đâu? Ở đây nhỏ xíu. Đi đâu? Một cái đầu ăn được không? Ok luôn. Tiếp tục là lên hàng. Này, một chiếc nhỏ nữa, không to đi. Lại lên hàng. Má còn ăn những cái mã mày. Ba mày coi ngay cái điện thoại coi cần thay gỡ kiểu này. Bây giờ cầm chưa? không phải mặt anh nha. Ừ, mặt anh đẹp trai quá không dám quay đâu. Nắng không? Quay phim vừa cá thôi đó mọi người. Ok, tốt cái mũi nắng chứ. Để em mặc mồi lại. Rau. Rồi. Một rổ luôn có. Oh, thêm tiếp một em nữa. Đấy, hàng lên liên tục. Lên liên tục nha mọi người. Oh, và đây. Đây là thành phẩm nhỏ nhất. Gỡ con này nè em. Chua chan nó ngon kìa. Chuẩn bị ăn ngon lắm. Đừng, vuốt xuống. Con câu đã hỏi con câu được cô viên thả sư phụ nhưng để vô lớp. Con nó chắc có trứng. Hàng lên liên tục. Đâu? Cầu thủ nhí rồi. Đây, cầu thủ nhí. Đây. Cá nhỏ siêu nhỏ đâu. Người nhỏ. Ôi, người nhỏ câu cá siêu nhỏ. Cá đồng nha mọi người, cá đồng thì nó chỉ có nhỏ thế thôi. Chủ yếu là giải trí thôi. Vô.
lên Hugo nào. Trời ơi, con cà bụng to. Để coi dấu. Hà khùng luôn, hà khùng luôn, hà khùng. Từ từ từ, em chụp hình đi coi, đưa đưa nghe nghe nghe. Ok. Rồi dấu, tráng gỡ ra. Tráng gỡ đi tráng. Từ từ giật. Ồ, đây. Đây là hàng khủng nha mọi người, quá to rồi đấy. Đây giờ cầm ra. Rồi, cầm ra đi. Coi nha. Con có trứng không á? Anh cầm anh vuốt hai cái vây đó anh. Nghe, vuốt mạnh lên, bóp mạnh lên. Vuốt sâu không? Lòi mắt. Gì gì đồ đồ em lẽ em kéo đi gì rồi xong hàng khủng nha mọi người, có trứng luôn. Ý chồng làm mấy cái đó rồi, tạm biệt mọi người nha. Clip giải trí hôm nay kết thúc rồi, hôm nay câu cá được nhiều đó đó. Rồi tạm biệt mọi người nha. Bye bye.